Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉnh cái cây này lại các bạn. Đây thì cây mini, thân thì cũng co lắc rất là đẹp. Này, cái thân nó nè các bạn. Đó, mình gỡ các bạn xem cái thân đó. Thân này các bạn, đây thân này, không có lắc không, thấy chưa? Đó. Thân không có lớn các bạn, nhưng mà cây này á, chỉnh sửa lại, đó, nó nè, gốc nó cỡ tay cái, nhỏ hơn tay cái chút, đó, còn thấy không? Sẽ chỉnh lại các bạn, chỉnh xong rồi mình quay tiếp tục quay các bạn, mình làm cái clip mình thấy rõ không? Đó. Cái này đến cái giai đoạn này thì phải cần chỉnh lại các bạn, rồi cần chỉnh lại để nó lớn chút nữa, cái tại nó là dạng cây mini mình phải chỉnh sửa nó thường xuyên. Đó. Cây vô chậu là nó không có lớn nữa, lớn cũng hạn chế thôi các bạn, nhưng mà phải chỉnh sửa nó thường xuyên, mục đích là để cho nó theo cái ý muốn của mình, lớn quá cứng bẻ nhiều khi nó cũng không an toàn các bạn. Đó. Giờ mình sẽ vô kẽm. Vô kẽm các bạn. Đây nè, những cái tàn mà nó nằm dưới này các bạn, đó, cắt bỏ hết. Nó không có dính. Đó. Mình cái gì chứ hồi đó mình không dám, giờ mình cắt hết các bạn. Đó, mình lấy cái mặt tiền đây. Rồi mình sẽ chỉnh lại các bạn. Chính là cái này. Các bạn vô kẽm á, các bạn cho dơ miếng, thẳng thà nó dơ miếng mình cắt bỏ không sao các bạn, chứ mà nó hộp hộp vô bẻ và ráng ráng đâu á, tháo ra tháo vô nó cực cực lắm. Tôi thì cái tánh tôi thì bây giờ khi mình vô kẽm tôi lúc nào cũng cho dư dư chừng vài phân hay nhiêu, các bạn canh không được thì các bạn kéo con dây trước khi mà mình ấy đó. Cây này thì mình cũng đợt rồi mình mua một lô cũng nhiều ạ. Ngoài Bình Định á, lấy lô này cũng rất là nhiều. Summer á các bạn, summer mình là 6 giờ là mình tập sau 6 giờ dậy, 4 giờ dậy rồi. Đó. 4 giờ là thức giấc rồi. Thế anh quậy trà cà phê mình uống xong. Mình chơi solo mình. Đó. Uống xong cái mình bắt đầu bắt tay vào công việc. Là mình làm hồi 6 giờ các bạn. Lát mình quay lại những cái cây mình bây giờ là nó có khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ, 8 giờ rưỡi, 9 giờ các bạn. Đó, làm như kiểu này nó đam mê nó rồi, làm như nó cũng đại mình phải thức khuya dậy sớm.
Nói chung là dậy sớm là nói chung là dậy sớm là do mình thôi, tập cái thói quen ha. Hồi đó mình đi học các bạn học á, là quy định là sáng là phải 5:30 là phải thức dậy. Trời ơi, nó ngủ 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 mà riết là ông lớp trưởng các bạn, ông lấy nước á, ông tạt vô cái mùng luôn. Mà giờ cái mình lớn rồi các bạn, lớn rồi ai cũng vậy các bạn. Một thời thì sinh viên hồi xưa đó, cái tai này thì nó ai cũng cũng trải qua đó. Khi mà đi học đó, nó bỏ bơi nói làm sao, nói là tại vì sau nay mình phải dậy sớm, không phải tại vì tuổi cũng lớn các bạn, không gần 60 rồi, ngủ khi nó cũng hạn chế đó. Đó, do đó bây giờ là thức dậy sớm và chơi cái kiểu này các bạn, bạn chơi kiểng đi, nó thú vị nữa các bạn, làm như cái làm cho con người mình bây giờ là có cái một cái gì đó không sảng khoái, có cái mới vui. Chớ bây giờ tôi có mấy thằng bạn đó các bạn, mình nói thật mình cũng cán bộ về hưu các bạn, chứ không phải nông dân. Hồi xưa là mình nông dân rặt các bạn, nông dân kiểu như nông dân nông nồi á nha đó. Nhưng mà sau mình đi làm rồi mình cũng mấy chục năm trong nghề, ba mấy năm mình xin về hưu, xin về hưu, hưu xong cái mình nói chung là vừa hồi đó mình vừa đi làm mình vừa cũng vừa chơi kiểng. Mình chơi kiểng này á, các bạn năm 90 92 93 vậy các bạn. Nó tham gia chơi cái đó mình chơi mai vàng. Đó, mai vàng mình giờ mình chán, không phải chán gì các bạn. Bạn chơi mai vàng các bạn biết á. Công tình bây giờ là các bạn sữa nó đã đời chăm sóc đến cái giai đoạn mình nói giai đoạn Tết đó các bạn, để mình thu hoạch cái sản phẩm mà của mình đó, để mình mua bán các bạn. Mình vừa đi làm mà vừa mua bán các bạn, mua bán là mua bán cây kiểng nè đó, mình chuyên nghiệp mai vàng, mình là chuyên ghép mai vàng các bạn đó, mình chuyên ghép mai vàng đó. Đó, thậm chí mình đi ghép mướn luôn các bạn, làm mướn luôn á, đi ghép. Nhưng mà sau một thời gian chơi mai vàng các bạn, cái khí hậu của hồi xưa các bạn, mùa mưa là mưa, nắng là nắng, rồi mùng Tết mùng 1 mùng 2 Tết nó còn mưa. Mà các bạn biết cây mai vàng cái gì, nó đang mưa vậy á, đang nắng vậy á, bạn chuyển trạng thái qua mưa là coi như xong, coi như là cái cây mai vàng đó nó trổ liền. Thì nó trổ, các bạn biết rồi, các bạn mà chơi bán mai Tết đó ha, mà cây mai nó trổ là khoảng tháng 11, tháng 12, đầu tháng 12 nó trổ, thì coi rồi xong. Như cái mùa mai đó bỏ rồi, mấy cái mai bỏ rồi đó, thì các bạn chơi mai thì các bạn biết vấn đề đó. Cái mai này nó khó lắm các bạn. Bởi vậy sau này á, mình một vườn mai mình là chuyên ghép, mà mình mua mai hồi đó mình mua mai tứ quý rồi mình ghép, mình rất rất thích mai tứ quý, ghép thời gian xong nè, các bạn thấy không, cái hậu quả mà cộng kẽm mình là biến ấy nè, nó học phải quấn thêm cộng nữa, không lẽ giờ ở đây dục. Không sao.
Uống nhiều kem quá mốt gỡ cực cái gì. Cây mai vàng coi vậy nó khó lắm nha các bạn. Ở giờ giờ có cái dịch vụ các bạn, dịch vụ là chăm sóc mai vàng. Mình nói dịch vụ đây là chăm sóc là từ cây mai si đến cây mai ấy các bạn, cây mai si đến cây mai làm bông làm trái gì, nói chung là cái gì làm được người ta có gì dịch vụ, cái gì vậy người ta làm được là ra dịch vụ à. Tạm thời nói vậy đi, mình thì mình tay ngang mà bẻ cây bẻ kiển thì nó vậy thôi, bây giờ không biết sao nữa. Không học ngày nào lớn cái kiểu này nó không phải cần thiết, các bạn phải đi học đi hành thì các bạn ai nói dạy vậy. Ô, bạn cái này mỗi người mỗi cái ý của bạn, các bạn để ý các bạn làm được, ai nói trống thì có phải có cái tàn bẻ qua bẻ lợi thôi, bẻ chữ ết chữ y gì đó. Dễ kiếm không có gì khó, do mình chú ý à, để ý chút là được các bạn. Các bạn cứ vô có chơi cái vô tư không, vô tư bây giờ cứ uống sữa không có gì phải khó khăn, mình nó cũng vậy các bạn. Ở vô cây kiếm mình vô rờ rờ vô thì ta không cho, nói rồi vô sợ hư cây hư cành. Rồi ráng cố gắng học, học là học, học lớn. Cái này thì mình xây dựng vậy các bạn đó, thấy không? Giờ mình chưa mình trồng á thì mình cứ để vậy đi, đang bẻ nó cứ để cho im đi các bạn ha, đang bẻ cứ để cho im đi. Cái này vô cọng kẽm hơi quá nhỏ, vô kẽm to chút. Cây này các bạn, cây này cây mình cũng mua là anh em đi khai thác, nó cây dịch lợi dịch gì mình cũng chưa có trái gì, do đó không có dám nói gì hết. Cây này chưa trái nha các bạn, khi đem về mình các bạn về mình á thì nó chưa có trái. Vậy cây này mình sửa chơi sửa gì vui vui thôi chứ chưa chưa dám làm gì.
Nhưng mà ngay chỗ cây này cũng mua ngoài Lá Cà, nói cây khai thác của Vĩnh Lợi thì mình nghe thôi, nhưng mà nó chưa, cây này cây phôi các bạn, nhổ lên trụ lũi rồi. Sơ sơ vậy đi, tới đâu tới rồi. Mình cho cây này á các bạn, nên mình sẽ dựng lại vậy một chút đó, các bạn thấy không nào, quay lại nè đó, đó dựng vậy một chút nè, nó dựng này nè, nó sẽ thành cái cây trực lắc các bạn. Giờ mình bấm vào cái tàn này, cái nào dư bấm bỏ đi rồi tính sao đó. Lại cho bạn xem. Ồ, mười mấy phút hả? Đó, thân lắc cò lắc cái này mình sửa vậy là để mình ấy có trái các bạn, thấy không đó. Chỉ vậy thôi chứ giờ biết sao nữa, sửa nhau nó trời vậy đó. Quá nhiều nhưng tàn quá nên nhiều đó. Còn nào mình sửa là dừng ngay nha các bạn nè, dừng lại thấy cây nó trở nó lên liền, tại vì giờ mình đang chỉnh cái đọt lại, chỉnh cái ấy là chỉnh đang uốn tàn, mình không dám nhổ ra, nhổ ra sợ nó lao các bạn, cây này nó cũng ít đấy lắm, dễ bị chết lắm. Ok này, mình rõ gan các bạn, nó gan mình nè, từ mặt chậu lên nè khoảng mấy mươi phân, hai tấc mấy ba tấc gì đó. Thôi, cái mini để bàn thôi vậy thôi, thân co lắc nè các bạn thấy không. Rồi mình giờ sáng mình quay rồi các bạn, này quay cho các bạn xem, sáng mình sửa hai cây, mình xịt thuốc xong mình sửa luôn nha các bạn. Đây cây nè các bạn, cây này thì mình chưa quét 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 cái tàn đó đó, chỉnh sửa chuẩn bị rằng mùa có trái các bạn. Cây này cây lá trung, cây lá trung nó trái mùa nha các bạn, chứ không phải nó xuyên như cây đấy, không phải xuyên như mấy cây lá nhỏ đó. Mình nói thật lòng, cây lá trung mà các bạn nào mà nuôi á, mà nó trái hai ba đợt trong năm á, các bạn nó giỏi thì dữ lắm, chỉ trái mùa thôi, nhiều anh ta kêu cây trái lớn nhưng mình đó. Đây mình nói chân tình, cái cây này á mình cũng lúc đầu mình không biết các bạn, mình cũng giao lưu về mình đợt rồi nó có trái các bạn, mùa rồi nó có trái đó. Giờ mình giặt lại, đây gai lắm nha các bạn, giặt lại để mình nó có trái mùa tới đây các bạn đó. Nó không xuyên trái bằng cái cây mà lá nhỏ đó, đó mình nói thật. Các anh em nào nếu mà cây lá cho mình nói đúng hay sai thì các anh em có bình luận vô nha, đóng góp vô, mình biết mình nói mình, tại thực tế là ở vườn mình nó là vậy đó. Mình tới hai ba cây được đây, đây cây nè đó, cái thân lắc đẹp rất là đẹp các bạn nè, không mình đó là cái cây này đó, cái thân
nó làm ngợp mắt mình đó, thành công như rắn luôn mà, thấy à. Con vẹo như rắn luôn, nó tổng thể nè các bạn, trên xuống nè. Tổng thể đây đó, trên xuống nè các bạn. Cây rất là đẹp, thân rất là đẹp, nó hai thân nó hòa quyện, nó lùa nhau. Mình tính cắt thân dưới mình bỏ các bạn, nhưng mình thấy mình tiếc quá. Cái thân này nè, hai thân này nó lùa nhau nè, đó nó cong nhau không đó. Mời xả đóng rác này nè, nó cong nhau. Đây để mình cắt cái tàn này mình bỏ, chứ cắt bỏ đi, nó để cho nó khoe, nó không còn thấy cái độ cong cái này nữa nữa đó. Đó, thấy không? Nè, bỏ một món đồ cặp nữa bạn thấy không? Đó. Cái này đào tại núi Vĩnh Lợi luôn nha các bạn. Mình thấy nha, mình thấy đào nha. Có clip luôn. Do đó mình mới mua cái này. Rất là già. Cái này xuống. Cái này đó mua về trù lũi rồi các bạn. Nó không có tàn lá gì đâu. Đó, rồi đây cây đó các bạn, sáng mình sửa hai cây, đây cây đó nè các bạn, nó với phiền phải cầm cái kéo, tại cái tật tật thấy cái gai là phải cắt đó. Đó, thấy không, đây cây nó cây đọt đỏ chứ các bạn, cây đọt đỏ này, đọt đỏ sáng mình cắt hết rồi đó, gấp rồi các bạn. Cái này nó cũng trôi lỗi à, về mình sửa tàn lại nè các bạn, sáng mà rong tàn cũng có xe nguyên xe rùa, à, sáng mà rong cái tàn nó đã chắc cái xe rùa, lát quay cho bạn coi đó. Đây. Mình tập cái là thấy gai là mình phải bấm cái. Sáng mau rửa kẽm cái này rồi 1 tiếng đồng hồ các bạn nè, khuyết kẽm nè các bạn, mà thấy khuyết không nè, nè đó khuyết nè, thấy không? Sáng mau rửa cái kẽm này rồi 1 tiếng đồng hồ luôn các bạn, quay tổng thể cây cho các bạn coi đó. Còn đây cây này đó mình mua về các bạn, nó cũng nhỏ xíu à, nó cũng trụi lụi, nó không có tàn, sống là sống nhưng mà nó giống như cây phôi vậy, được 2-3 tàn leo ngoe. Mình cắt mình chỉnh mình sửa nè các bạn, mấy cái đây là mình sửa hết cho bạn nè, khuyết nè các bạn, mà coi kỹ nè, ngay chỗ cái đầu kéo mình nè, vô nè, khuyết vô gần 5 ly nè, khuyết nè, bạn thấy không, khuyết vô mình sửa hết cái tàn này luôn các bạn, các bạn thấy mình sửa cái tàn nào không? Nhiều quá rồi các bạn. Bây giờ mình sửa cái cây này á, nó ít sửa nó, đây quá là nhiều, là không có hết. Nè, các bạn coi nè, nó mình sửa nè, cái tàn chi chết chi chết chi mà mình nó cái góc bự lắm các bạn, cái hoành này á mình đo là 40 mấy á, dọn đây mục đích là để cho trái mùa có trái nha các bạn. Cây này cũng cây là lá trung được rồi, nó sao bữa nó có mấy trái mình cắt bỏ rồi.
Rồi tổng thể các bạn coi. Đó, clip này cũng dài các bạn. Tạm dừng nha các bạn. Cũng dài quá rồi. Đó. Cây này cái thế nó thế gì mình không biết. Đặt cái thế này nó bay bay lùa lùa. Đó. Bay bay lùa thôi. Không biết cái thế gì luôn. Thì mình cảm giác cái cây này nó đặt vậy, nó hai thân mà nó lùa lùa nè. Đó, các bạn thấy không? Nó lùa qua lùa đây thân rồi. Thì đặt vậy nó nhìn nó là lạ chơi thôi. Mình rồi mình kết thúc clip đây nha các bạn. Đó nè, rồi cây này á các bạn, mình mới chỉnh sửa ngày hôm qua lại. Đó, mình cạo nó bị hơi ấy, mình cột lại được các bạn. Cây trái giờ cũng trái nhiều qua xả tàn hết rồi, hai trái bỏ hết rồi, giờ nó cũng còn sung ra bông rồi, bạn thấy không? Rồi mình kết thúc cái clip đây, nói sao mình quay hoài ngay, đó, cây này thì đang ra sung. Rồi, kết thúc nha các bạn.